Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Hai Vợ Chồng Mình. Cả nhà ơi, hôm nay vợ mình lại thèm hàu nữa rồi cả nhà. Hôm nay mình sẽ vào bếp làm cái món hàu nướng nha cả nhà. Hàu nướng phô mai. Đây, hàu mình mua rất là ngon, con to to không à. Ta kêu con hàu này là con hàu Nhật gì nè. Thấy nó bự bự, thấy ngon quá. Giờ mình sẽ tách nó ra, xong rồi vợ mình sẽ làm cái nước sốt cho mình. Mình sẽ nướng cái này nhìn rất là mà lem hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Đây, giờ mình sẽ khử con hàu nha. Bình thường là mình lấy cái đầu mình đập, mà bữa nay mò cái đó, cái khe, nó có cái khe này. Chích vô đúng cái chỗ đó là nãy nó ra được à. Giờ mình ăn riết mà mình biết làm hàu luôn cả nhà, chứ mình đâu có biết làm con này đâu. Đó, mình sẽ nại ra, mình lấy bên cái này. Ôi, con hàu này không được mập không. Mình sẽ lấy bên cái này nè, phần này mình rửa sạch để bên về mình nướng luôn nha. Đây, u luôn, thấy ở trong này gì mà nó mập nha, tưởng đâu nó không mập chứ. À, cái này bỏ qua đây, phần thịt mình lấy hết. Đó. Rồi để ra đây một hồi rửa nó lại, rửa nó qua nước sạch một cái. Đây, mấy con lựa dữ lắm, lựa mà cũng dính mấy con, nó bị làm sao, như để nó lâu quá nó bị ớp lại, nó không có được mập hung. Đây là hàu sữa nha. Đó, hàu này mới có thịt ăn. Mấy lần mình mua mấy con hàu đá gì toàn là vỏ không à, tất nhiên không có thịt thà gì hết. Cái dao này nó bén quá, cắt nó bị dính thịt hết. Đó, mập u luôn cả nhà. Ngon chưa? Nướng lên rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ tách hết cái số hàu này luôn nha. Tách rồi xong mình rửa. Rất giờ mình sẽ làm cái phần nước sốt cho mình để mình nướng. Trong lúc chồng mình tách hàu ngoài, hiện giờ mình sẽ đi làm cái sốt phô mai. Ở đây thì mình có phô mai, con bò cười. Chết rồi, tách bị. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 8 miếng. Tại vì hàu cũng nhiều quá, cho nên là mình sử dụng nhiều cho nó béo, cho nó ngon. Phô mai mình đã lấy ra hết, giờ mình sẽ cho vô đây 3 quả trứng. Cái này trứng gà ta nó hơi nhỏ cho nên mình xài 3 trứng luôn. Mình lấy vừa trồng trắng vừa trồng đỏ luôn. Cái này là gà hả vườn. Xong mình sẽ nêm vô đây. Mình cho vô đây là nửa muỗng cà phê bột nêm. Nửa muỗng tiêu. Nêm vô là 2 muỗng cà phê màu dầu điều. Cho vô thêm một chút xíu muối, tại cái phô mai nó cũng có vị mặn kìa. Nên mình cho ít muối thôi. Nếu mình cho vô là nửa muỗng đường.
Giờ cái phần này mình sẽ cho vô máy xay sinh tố mình đánh lên nha cả nhà. Chứ mình đánh bằng tay á cũng khó lắm, khó tan đều lắm. Cái sốt mình xay cũng đã được rồi nè, cho hết ra để đây hồi chồng mình làm xong rồi mình nướng nha, rất là thơm luôn, này cũng rất là béo cả nhà. Hào làm xong rồi, giờ chồng mình sẽ đi đốt lửa, đốt than. Bây giờ sẽ mồi bằng cái miếng gáo. Trời ơi, cái lò than nó bể quá anh ơi. Hôm đó lúc mà còn mùa mưa anh không biết, nó ướt để ngoài trời cái anh úp nó xuống á. Để về bữa giá không lại. Nó bị há miệng luôn. Để giờ bữa rồi à. Giá rồi. Không giá là. Ủa không có cho than vô ha anh? Anh mò cái này cháy lên, bỏ than vô là nó cháy luôn à. Cái này miếng cháy dữ lắm. Nhà miếng gáo dữ lắm, cái này nó cháy rồi mà nó văng á hả. Nó nổ luôn á. Chắc có cái giống như cái núi vậy thôi nha. Đưa vô mồi nó mau cháy được. Mùa này lá dừa đồ cái gì cũng khô dữ luôn á. Khô gốc gốc luôn. Anh đưa có ngay đâu anh. Gió nó đàn đi. Đúng rồi, lấy cái đèn thôi, lấy cái đèn cho. Thôi đi. Chút xíu. Nghiêng theo chiều gió nó cháy gì. Cái đèn, cái hột quẹt hồi cái hột quẹt nó không đủ đồ quẹt. Nóng có là rồi sẽ cháy. Gió rồi cháy rồi đó anh, chổng ngang á nè, chổng ngang nè, bung bung ra đó đó, theo chiều gió. Cái lò này có cái miệng lợi hại lắm nha, anh quay vô hướng gió nó thổi vô cái miệng này nè. Miếng gáo này cũng màu nữa. Gáo này nặng dữ lắm á, anh để thì nắng. Cái đường vô nhà mình có con đường làng, con đường quê. Xong rồi mới cho than vô ha. Ừ, cho nấy lên cái than vô, bắt liền. Hào nướng nhanh lắm á. Em làm cái sốt xong rồi. Ừ. Anh để cho nó hạ hạ xuống á, mình nướng nó mới dễ được. Bạn Hào nướng em thấy lửa lớn mau chín anh ơi. Mà nó nổ quá. Chứ nướng ấy nó hết ngon rồi. Nướng lửa yếu nó không ngon ha. Đúng rồi. Nướng lửa yếu yếu nó không ngon. Gió hỏi là anh cùng hướng mà. Em ra đây làm rồi. Cho mát chứ trong nhà đâu có nướng được. Than cũng đã được rồi, giờ mình sẽ nướng nha. Than nóng này nướng nó mới ngon chứ. Nướng con này là càng nóng nó càng ngon. Anh để đừng cho nó nghiêng quá. Hồi mình chế cái sốt phô mai lên á. Anh sáng anh mua anh lựa những con mà nó suông nhìn nó đặng cho nó dễ nướng. Mà nó nóng quá. Nóng lắm. Bánh gáo nóng lắm á. Cẩn thận nha anh, coi chừng nó nổ. Chắc là phải nướng hai lần quá em. Nóng hết thì nướng hai lần. Đổ hết nước đi anh. Ôi. Này cũng nhiều cả nhà. Anh mua mấy ký vậy? Mua 4 ký, 3 ký mấy gần 4 ký vậy. Mà này đâu có nhiêu ruột. Con này thì mình ăn chỉ được có mấy phần. Cho hết lên luôn này, cho thêm con nữa đi anh. À,
Rồi một lần, còn nhiêu đây một lần nữa? Hai lần nướng mới hết. Ba, ba, sáu, chín, còn chín con. Để cho dựng dựng lên, cái con nó nước quá. Con này nước hồi nãy mình rửa nước cái... Ừ, nước mình chưa rửa. Chảy ra kịp. Nóng quá trời nóng luôn á. Nóng lắm nghe, chỉ phỏng tay luôn á. Nên cẩn thận đó. Quay cái lò ở đây, giờ em bị nóng rồi. Em bị nóng. Cái miệng lò nó nóng lắm. Lửa lớn vậy đó, hào nướng nó mới ngon. Nhỏ quá hả, nướng hổi khô queo dập lớp hết trơn à. Tại vì thấy con hào nó không có mập là tại vì mình lật cái bề này á. Có nhiều người ta bán á, người ta lật qua cái bề, cái nắp phẳng á. Đúng rồi, bây giờ con hào mà lật ngược lại là thấy nó to lắm. Nè, nó bự mà. Nó bự u u nè. Tại vì mình lật vô cái mặt bên này. Nó béo lắm á. Giờ mình sẽ ngồi đây mình đợi cho nó sôi lên rồi mình sẽ cho phô mai vô. Chút nó đổ. Có nước. Ơi. Ơi phỏng. Thấy vậy chứ nó mau nhanh, nó nhanh nóng lắm á. Rồi, cho nó sôi lên cái nữa. Nướng xong chắc trời tối luôn rồi quá anh. Hơi vậy đó. Không tối sập rồi. Xuống cái không tối liền luôn, nhanh ghê. Anh sửa cho nó ngay ngắn lại, đằng hồi mình chế cái kia lên không chảy. Được chưa? Thôi mình chế cái kia lên luôn. Nóng dữ rồi nóng đó. Nóng rồi đó. Mình chế lên luôn cái thời gian đó, nó chín lại không? Cho nó sôi lên cái em ơi, ha. Để cho nó sôi lên. Cái kia cũng vô cái. Cũng lâu lắm á. Cho nó sôi lên cái. Đây, cái tô. Nhìn hấp dẫn chưa? Rất là béo luôn á. Chia đều ra nha anh. Còn mấy con nữa đó ngàn. Giờ anh nhắm chừng anh múc đại chứ anh cũng đâu biết. Có cái trứng á. Trứng cái mình xay cái nó bị bọt lên. Nhưng mà giờ nó hết rồi. Giọt quá. Xuống rồi. Húp muỗng á. Húp muỗng á. Ngồi ăn. Được đợi chưa? Đợi xíu rồi cho nó sôi nó xíu lên đi. Để cho nó sôi cả nhà ơi. Tính rút nôn nước. Mà nôn không được rồi. Cho nó rút bớt nước xuống rồi. Hào cũng sôi rồi nè. Giờ mình cho cái sốt phô mai vô. Con nào sôi cho trước hay sao anh? Cho đại nha. Ừ. Ôi. Cho bít luôn đi anh. Con muỗng nha anh ơi. Em nghĩ dư á. Cho con muỗng là được á. Nóng quá nóng. Trời ơi. Anh thấy có vẻ rồi. Là nó béo dữ lắm á. Hình như chắc ngoài tiệm người ta cũng làm bằng cái. Nhưng mà người ta có cái riêng. Bí quyết riêng người ta. Bí quyết riêng của mỗi tiệm. Ồ mấy con này nè chế mới đã nè. Mấy con này chế mới đã nè. Ồ, bít luôn. Nóng quá em không quay gần được. Nó hơi chảy hả anh? À, nó tới đó nó động lên. Ồ, cái con này chắc không nhiều được quá. Chị... Mà nó chín nó nóng nó. Anh nghĩ cái này chế nhiều cái ăn chắc nó béo nó ngán lắm ta. Ta cũng không biết nữa. Ta không biết nữa. Để ta thử ha. Chế con này thêm đi anh. À, con nào nghiêng cho nó nghiêng đi đó. Khó sửa quá. À. Ôi. Cái này có nước hào luôn. Con muỗng nha anh, con hết muỗng nha anh. Con nào nó ấy mới chế được nhiều. Tại vì còn cái ở ngoài cũng còn có 9 con à. Cái này em làm là dư rồi đó. Tới 8 viên phô mai luôn mà. Ôi, nó béo. Béo, ừ, nó béo. Anh nhìn thôi là đã thấy béo rồi đó. Ơi, nước à. Kệ đi. Phải chịu thôi. Chút tự nó rút lại. Hào này chắc cũng chín rồi cả nhà ơi, mà hai vợ chồng bị hất bại một cái. Con còn hào nước. Nó ra nước ha anh. Nó sao nướng nó ra nước quá. Nhưng mà thôi lấy xuống luôn. Đó. Nó chín rồi mình lấy xuống luôn. Con ăn sao kìa anh. Đó, nó khô rồi luôn rồi. Chứ mình để quá ăn hồi nó ốm á. Hồi nãy mình nướng mình có sắp xếp lại. Con nào chín cái mình lấy nó ra. Con nào chín lấy ra trước đi. Cái phô mai nó đặt lại rồi đó. Nè, đặt ra nè. Ôi, giống nhìn giống bánh bông lan quá. Nó găng găng lên nó nhìn nó giống bánh bông lan ghê. Đây nè. Thơm quá. Chín hết rồi.
chín hết rồi. Em sợ để cái gọn hồi hào nó khô queo luôn á. Nó dợp lẽ. Rất ngon. Con hào mà nướng nó khô quá không có ngon nữa, đâu có ngọt đâu. Hào mà vừa chín tới á. Ngon lắm. Ủa con có nước quá chừng luôn. Mà cái nước nó ngọt lắm nha. Nhưng mà em nghĩ mình được lấy xuống một hồi chắc nó... Nó rút nó khô rút không? Rút nó khô lẹ. Ôi mà lem ghê. Mà lem. Nên mà lem ồ quá nước trời mà. Nước luôn. Nó nghe cái góc nhìn lên chị ơi. Nó ú. Nào này cũng mập chứ. Đâu có ớn lắm đâu. Hồi nãy mới tách mấy con đầu sao thấy nó vậy, nhưng mà thật ra nó mập. Ba con mình... này cũng chín rồi. Chín chưa? Thấy sợ là sợ cái phô mai nha. Mà trứng nó nào chín mà. Trứng chín hết rồi chứ. Chỉ có cái trứng nó sống rồi chứ cái phô mai này cũng đâu có cái gì đâu mà để sợ sống. Rồi xong rồi còn nhiêu đây thì mình cho lên hết một dĩa luôn nha. Anh thích em ăn hết một mâm này. Hết thiệt chứ không chơi. Wow. Lần này rút kinh nghiệm chắc hết nước luôn. Nhưng mà hảo cũng ra hả? Nó tự nó ra nước rồi. Ôi cái con này hồi xe bị chảy rồi. Con này là ok nè. Chảy phô mai hả? Ừ. Nó chảy phô mai hết. Không hiểu sao từ hồi bầu tới giờ thèm cái con này thiệt luôn. Ăn suốt luôn mà vẫn còn thèm phải không? Không lẽ mốt đặt nó tên Hào. Bé Hào. Bé hào sữa. Đó. Cái này lỏng lẻo quá ha. Lỏng lẻo không còn đầy. Mấy con à. Nó sôi lên nữa rồi cho vô. Gom gom than lại không anh? Kệ nó em ơi, nó vẫn nóng. Nóng dữ. Than nước à, cái miếng gáo. Cuối cùng thì cũng đã nướng xong rồi nè cả nhà ơi. Nhìn cũng khá là hấp dẫn, rất là gì và này nọ luôn nha. Nhưng mà cái nó ra nước nè, cho nên là nó bị chảy chứ. Nó bị lỗ chứ nó không có bằng phẳng được. Cái này thì mình sẽ ăn với nước chấm siêu cay. Ở đây thì mình chuẩn bị một chén nước mắm. Nước chấm là siêu cay luôn á. Đây. Nhưng mà có cái này vô thì mới ngon. Chấm một lần một xíu thôi. Giờ hai vợ chồng mình sẽ hưởng hết những con hào này. Ngoài trời thì cũng sụp tối rồi. Ăn thôi ăn thôi. Cái muỗng này bị cay nè. Để anh ăn cái muỗng cay. Hồi cũng ăn vậy. Wow. Mời cả nhà ăn hào nướng sốt phô mai với hai vợ chồng mình nha. Lấy con này ăn cho nó đã cái miệng. Để cái chén nước chấm siêu cay lên đây. Ui. Thơm. Thơm lắm cả nhà ơi. Thơm mùi đủ thứ trong này. Mình sẽ cho một miếng nước chấm. Đó, anh vớt ớt anh ăn hết đi anh. Thôi cay dữ lắm. Cũng mà đâu có lắm đâu. Cắn một cái cho ngập miệng luôn coi. Mình chỉ dám chèn một miếng thôi. Mà cả nhà nha. Ủa con bò cha nó đói. Mà cả nhà nha. Wow. Cả nhà cái con này hơi bị ốm rồi. Như là mình nướng bằng cái này nè nên nó hơi lâu một xíu. Sao vậy? Thôi phải nói không chê được đâu được. Nhưng mà phô mai này tính hơi nhiều không anh? Ngon. Ngon quá. Một con. Nhanh vậy. Ngon quá à. Cái này em nghĩ như hơi bị nhiều trứng. Hơi nhiều hả? Anh không biết anh thấy ok đó. Em biết cái sốt người ta mịn lắm. Chắc hơi bị nhiều trứng rồi quá. Rồi đi. Đây cả nhà, một muỗng luôn. Mời cả nhà ăn một con nữa. Không cần cái này nó vẫn vừa ăn. Nó dữ quá. Lần này cải tiến hơn hả? Nó béo. Được. Bình thường. Bình thường ăn là nước mắm hành không à? Phải đổi chứ. Hôm nay làm cái món này ăn. Phải đổi chứ. Béo dữ quá. Cái này là giống như anh ăn ké của em vậy. Hai vợ chồng ăn chung chứ. Bình thường cũng ít khi ăn lắm. Tự nhiên vợ mình giờ thường hay thèm cái món này cả nhà. Với lại ăn cái món này á, em nghiên cứu là nó có chất cho con. Đủ canxi gì đó, người ta nói một con hào là hình như là món này là cứ một tuần là cũng làm phải không? Sao con này nó bị dính? Thế vậy?
Không biết nữa. Nó bị chín quá. Không, nó còn dính cái con dưới á. À. Chén nướng. Này vô mới ngon anh. Mình nướng mình sợ vợ mình ăn có nó còn tái, nó không tốt, mình nướng nó hơi chín. Nướng có chèn cái đó vô nó mới tăng cái phần hấp dẫn. Ăn thử coi. Nướng hơi chín nó hơi bị teo ha. Ừ. Nó ngon. Hào nó thơm. Gặp thêm trứng là không ai nữa chứ. Nhưng mà ai ăn được con hào này thì mới nói nó ngon nha. Mẹ mình á ăn không được đâu. Mẹ mình ăn vô bữa hổm mẹ ăn được. Một cái con. Bữa đó mẹ ăn hào đá thì mẹ ăn được. Cái mẹ ăn hào Nhật mẹ là béo quá. Rồi nghỉ luôn, tới giờ luôn là không ăn luôn. Nhưng mà con hào vậy mới ngon nè, con hào đá bữa ăn nó cái lạ quá à. Nó không có gì ăn ngon hết. Thấy là lạ thật sự là một lần mà mình ăn 10 con này cũng được nữa. Tại vì nó cũng đâu có bao nhiêu đâu. Ừ. Ăn no luôn á. Ôi vét này giống vét chén quá. Mình ăn cái này nói chung là mình chan cũng một chút xíu rồi chứ cũng không cay lắm. Cho nên cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Được rồi. Ăn đi anh. À. Mình ăn với rau găm nữa à. Ừ. Nhưng mà thôi. Rồi. Không ăn rau găm. Hải sản là ăn với thường là ăn với rau găm. Ừ. Nó bán mùi tanh hay gì á. Mà em cảm thấy cái con này nó không có tanh. Ừ. Ngọt. Nướng xong trời tối luôn. Nhưng mà giờ này cũng còn mới sớm sớm. Mới có 6 giờ hả. Chứ ăn tối nữa nó không có tiêu. Nó lâu tiêu lắm, con này lâu tiêu. Tại vì mình cũng ngủ hơi trễ á, cho nên không có sợ. Không có sợ đi ngủ liền, không tiêu. Béo hả anh? Béo dữ quá. Ăn đi. Đừng có chừa cho em nha. Hai vợ chồng mình phải ăn sòng phẳng. Sòng phẳng. Ngon mà béo ghê. À, mốt em sẽ làm mốt bàn. Thử hết, một mình em ăn hết 5kg hào. Ừ. Hết đâu, không phải chơi đâu. Được hả? Ừ. Vậy là khả năng làm được hả? Giờ hai người ăn lận mà. 5kg hào, một cái nó tầm 4 con. 5kg hàng chục con gì? Đâu có nhiều con đâu. Con hào nè, con hào bự á mình mới có thịt ăn. Mà mua mấy con hào nhỏ nhỏ hả? Đem về vỏ không à? Ăn, sẽ ăn nhiều dư chất thôi chứ thật ra hả? Cái con này ăn có nhiều đậu. Ăn đi anh. Ăn mà ngại ngùng gì không biết. Tắt máy quay cái quá tăng từ mà, tốn chứ bộ có máy quay cái bè đặt từ tốn hả. Chết là lỡ bật mí rồi. Chết là lỡ nói rồi. Không sao chơi đâu nha cả nhà. Đúng rồi. Sao anh không ăn cái này anh không thích hả? Vừa ăn rồi. Vừa hả? Tại vì cái sốt đó thấy vừa ăn rồi. Ê cái con ngỗng này nó lại la nữa rồi. Cái con hào mà nướng vừa hả? Nó béo. Nó còn ấy. Nó còn giống như nó mới chín tới. Cái độ béo của nó với lại nó còn mập á. Béo không? Mình nướng quá cái nó bị khô. Hai, bốn, sáu con rồi. Ăn mấy con? Hai, bốn, sáu. Ôi sao anh ăn nhiều không em? Em vô anh không ăn đi, anh ăn nhanh em. Chơi với ăn đi. Con ngỗng của mình đó, đẻ nữa rồi cả nhà. Thế này lần này là em ăn ăn lần ba lần rồi đúng không? Ba lần, lần này lần thứ tư á. Lần này lần thứ tư á. Tuổi thơ của con mình là gắn liền với con ngỗng, với con hào. Thường thường tới Tết á, là mẹ hay bán trứng ngỗng lắm. Mà năm nay á là hầu như từ hồi đầu tới giờ là mẹ không có bán được trứng nào á. Kêu mẹ bán nhưng mà mẹ để cho mình ăn hết trơn à. Thường á cả nhà, người ta có bầu quá, ta ăn 2 trứng à. Tại vì người ta phải mua á. Giờ mình ăn 4 ổ. Một ổ là 7 trứng. 7-8 trứng. Bữa giờ là không, mà có chia sớt nữa nghe. Đúng rồi, không ăn hết nha. Bữa cho mấy đứa cháu mình nữa. Béo quá trời béo luôn anh. Ngon lắm. Nó cứ là cà chét xuống á. Quá béo. Phô mai bị lọt vô cái lỗ thì uổng quá. Không được. Cái muỗng này nhọn ha.
Hèn chi. Rồi, còn con của em á. Em xơi luôn. Ưu tiên. Nay sạch, sạch mâm luôn cả nhà ơi. Cái con này đầy phô mai luôn. Nãy hết phô mai không anh? Còn xíu. Còn xíu. Còn chán cái tô à. Ăn nữa không? Không. Vừa rồi đó. Thấy cái này từ là ngày vừa. Mình có bầu là chồng mình cũng mập lên luôn. Thì giờ mình ăn gì mình ăn cái đó, nói chung là làm hai vợ chồng ăn. Mình ăn bình thường không có quay clip cũng vậy á. Mình ăn là mình bắt ảnh phải ăn với mình. Không ăn là không được cả nhà. Vợ ăn cái chồng ăn, ngồi không lẽ ngồi nhìn ảnh làm cho mình ăn không à. Sáng không chịu. Sáng thường ăn sáng là mình hay mua cho vợ mình hủ tiếu hoặc là bún riêu hay là phở cái gì đó. Và ăn cho có chất, còn mình ăn mấy cái đó ghiếc rồi ngán quá không nổi luôn thường. Lâu lâu cái đổi ăn bánh mì thịt cái gì bị la. Hỏi sao ăn bánh mì không ăn cái này. Mình ngán không có quá chịu. Trời rồi. Ăn quá ăn. Ngon rồi. Mình ăn. Sợ ảnh tiết kiệm á. Ảnh có nhiều ảnh dồn cho mình ăn hết à. Cái ảnh ăn cái đồ không có ngon, mình không có chịu. Hai vợ chồng ăn là ăn phải ăn chung. Giống như bữa nào hỏi ảnh ăn cái gì, ảnh hỏi mình ăn cái gì. Cái anh nói sáng nay anh ăn bánh mì, em cũng ăn bánh mì luôn, em không ăn cái khác đâu. Có mấy món ăn hoài, ăn sáng thì tính ra có bún, phở, hủ tiếu. Có nhiều đó chứ gì. Rồi lâu lâu cái ăn cơm mà ăn cơm buổi sáng thì có khi nó ăn không ngon. Ăn ngon, bánh mì. Ăn giết ăn hết nổi cái nhờ, ngày nào cũng vậy hoài. Nhưng mà tính mình ngộ vậy hồi đó và từ hồi mà về ở chung luôn á là sáng ảnh ăn cái gì là mình ăn cái đó, hai vợ chồng phải ăn chung. Mình không có chịu, mình giống như là ảnh nhường cho mình ăn ngon hết rồi ảnh ăn cái phần mà không ngon á, mình không có chịu đâu. Quá ngon luôn. Quá đạt quá. Ở hôm nay ai đãi ai vậy ta? Hai vợ chồng đẩy nhau không biết nữa. Rất sạch là ngon mâm luôn cả nhà ơi. Hai vợ chồng mỗi đứa ăn tính ăn nhiêu anh? 2, 4, 6, 8 con. 8 con nhiều quá. Mỗi đứa ăn 8 con mà nãy mua nhiêu quên rồi, mà còn 5 hay 6 con rồi, lại 5 hay 6 con gì đó quên rồi cả nhà. Rất là ngon luôn. Thưa hai chồng mình cũng ăn xong rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết video của hai chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai chồng mình trong những video tới. Cái món này nó khá là đơn giản luôn, cái nước sốt làm cũng rất là đơn giản luôn. Những ai mà chưa thử được cái món này thì mình hãy thử đi nha. Mình đảm bảo là ngon luôn nha cả nhà. Còn bây giờ hai vợ chồng mình xin kết thúc video tại đây nha. Mong những ai yêu quý hai vợ chồng mình hãy cho hai vợ chồng mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.